What? I'm from America. Okay. Anh em đưa cho anh em một cái con tướng đỉnh nha. Con tướng leo gang đỉnh nha, anh em lên đồ y chang như đâu, cầm bản y chang như đâu, đánh y chang như đâu. Auto hết đấu luôn. Nhưng mà đỡ đang đặt cầu. Rồi, đầu tiên mình sẽ lên kiếm dài. Vì bên nó là Milo unit, nếu mà bên nó sub là Nautilus, Bugum hay Gale thì mình sẽ mua kiếm Dogan, ok. Và mình sẽ lên đồ như thế nào? Tại vì bên kia nó có hai sát thủ. Mình cần sống sót thì mình sẽ lên giả kiếm đầu tiên. Còn nếu như team mình mà kiểu team mình nó mà không có sát thủ á, kiểu đội hình cơ bản này nọ, một tăng hai đam hai phép gì đó, một tăng hai đam một phép rồi CC này đó, lên vô mô đó này coi cho hướng dẫn từ tận tình từ anh nhất luôn. Lắc cái mông nhìn quyến rũ dư bay rồi, lắc cái mông mông này không cho bằng tôi chọn không. Không bốn cái thôi, đi đường này giúp nhiều quá bị mất ghép. Hai cái đầu. Nó lệch chuột. Lỡ kỹ thuật. Hai cái đầu. Đúng ra là kiểu sub mình Leona là mình không giúp gần nha anh em. Sub mình Leona là mình phải Galen á. Sub mình Leona Galen kiểu giúp gần nhìn nó. Nó khờ á. Bên kia nó biết chơi đầy chết. Mà mình nói chi ta, nói vậy mốt lỡ game thủ nào coi cái bên Luna không giúp gần sao ta. Để giúp gần cho tôi đè. Có một kiến thức cho anh em. Trời, nãy giờ bắn lé không dính được cái nào vậy. Buồn. Ồ, nó vô kiếm gần. Tôi không biết đâu nha, tôi không biết đâu nha, tôi farm nha. Cái gì đâu á. Mọi thứ vẫn ổn thôi, chơi lên đồ kiểu này thì đầu game hơi yếu, kiểu chưa biến về thì hơi yếu quá, biến về lên da hùng tàn thì nó mới lực. Trời ơi, cái gì đây, học ai nữa vậy, chi tiết giáp cốt nữa chấm hỏi. Trời ơi, gì đấy, giáp cốt bị lộ giáp cốt nữa, chơi gì chơi, ai chơi ngay cái đầu nè, sâu tính quá, chơi giáp cốt chắc cú quá. Tội tôi luôn hay lắm. Tôi là hay nè. Này khả năng nó tôn là hả mấy phần trăm. Nó tôn kỹ năng ấy, chứ nó không tôn né, nó tôn xài chiêu này nọ đó. Để xíu tôi coi nó hit gun nè. Tôi xử lý không phải lúc được lúc không á. Mà nó nhìn nó xử lý kìa. Dễ gì. Để cho mình gà. Đó, nó im liền thấy không? Nó im liền kìa. Nó im rồi kìa, nó im rồi kìa. Chứ cái này không có là nó dễ đạch đạch rồi anh em. Trời hay quá. Đó 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 đó. Nó không có tôi né, tôi bắn. Cái này dễ ra bắn bắn farm QQ thôi, tự nhiên xíu mạnh á, tự nhiên vậy giờ mình mạnh điên, giờ sấy gần 1200 1500 đam đó là nó là khi nó AFK 4 giây chơi game thì nó không AFK tới vậy đâu. Nãy sợ nát luôn thăm beo giùm bạn luôn. 13 15 là 12 30 mid. Anh em nhấn like subscribe kênh cho đó nha. Nhắc khéo gì thôi, nói gì đâu. Hồi này không nghe tiếng tít tít. Nghe tiếng đó ta, là hư. Buồn ghê. Rồi nó gần. Nãy giờ đâu có làm gì bất thường không? Đâu có làm gì đó hay ho, chả có làm gì. Cứ 95 farm 95 kiếp.
Anh em hỏi đưa tại làm sao để farm tốt, làm sao để farm bằng thời gian, thì farm không hụt thôi. Làm sao để farm không hụt, chim túi. Chứ anh em hỏi mấy câu khó trả lời á, giờ có gì đâu, ở đâu không phải khó trả lời mà chỉ trả lời được vậy thôi. Để ra farm 5 clip cái bằng thời gian. Đầu game hụt quá trời nhưng mà vẫn farm bằng thời gian. Tại vì biến giờ thông minh. Không biết giờ thông minh thì làm sao? Có chim nhiều, tôi đánh nhiều, tự biết. Ngay cái đầu. Không đủ đam giết này. Còn Milo ở đâu? Lên đồ mạnh không? Mạnh đi. Anh em lên đó xong anh em lên đây cho tôi. Rồi. Bây giờ mình chơi game rất dễ. Rất là dễ luôn. Gặp thằng nào bấm quy vô đầu nó xong xả G xong. Chả phải bắn thường. Chả phải làm gì. Phải lên nước mắt không anh? Mình sẽ lên nước mắt khi mà bên kia nó tăng cơ nhiều. Bên đây team nó toàn mấy Shiba Chao không à. Giỡn nè, giỡn nè, giỡn nè, giỡn nè, đau chưa? Đau lắm. Cái gì vậy? Bính dữ rồi. À, thì ra là vậy. Cho liếm mạng đi, cho liếm đi. Không kịp, không kịp, không kịp. Tính lát rồi, không kịp, ở đây có mắt. Ở đó mà có mắt kêu nhìn mình như mấy thằng hề vậy. Nhưng mà mình phải chơi lớn chứ ta. Mình là Slayer mà. Anh là John mà. Phải lắp qua tường chứ nhỉ. Get ơi, đừng xuống Get ơi. Chúng ta không quen biết nhau đâu, đừng xuống đây. Vừa chơi vừa cứng. Đó, anh lộn. Rồi. Xong. Xong phim. Vậy năm hẳn vàng, năm hẳn bắn G chấp năm luôn. Đùng đùng. Hay chiếm spotlight quá. Hay à, vậy luôn. Vậy luôn. Trời ơi, chơi cho tham gíp. Vậy luôn à, đời có mạng rồi. Chơi cho tham gíp. Ủa. Nó. Quá trời luôn. Cảm Samita Shimamasen. Mạnh không? Mạnh đi. Anh em chơi găng thấp, chơi cái con Bifotune kiểu này là bao leo găng luôn. Cho dù mình không máy vẫn có đam á, đam G. Solo Z thì phải có họ phải có tốc biến. Có flash á mới solo được. Không có flash nó combo cút. Đúng rồi. Vết nè, đụng chết luôn nè. Đung đung. Oh.